quý vị, hiện nay do nhu cầu học tập, công tác, du lịch hay định cư ở nước ngoài, rất nhiều người dân có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài thường xuyên. Tuy nhiên, việc chuyển tiền ra nước ngoài cần phải nắm rõ quy trình chuyển tiền hợp pháp để số tiền được chuyển một cách an toàn. Nội dung chuyên mục Tài chính thông minh do Chào ngày mới phối hợp cùng Ngân hàng Techcombank thực hiện sẽ bàn rõ hơn về dịch vụ này. Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union ra nước ngoài hiện nay được áp dụng tại một số điểm giao dịch của các ngân hàng theo quy định của nhà nước. Dịch vụ này đã hỗ trợ nhiều người dân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài mục đích hợp pháp như định cư, chữa bệnh, du học. Chị Vân đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chị có hai người thân sống ở nước ngoài đã 2 năm nay. Định kỳ vài tháng chị phải chuyển một số tiền ra nước ngoài cho người thân. Chị thường đến ngân hàng để chuyển tiền qua dịch vụ Western Union tại ngân hàng Techcombank. Trước đây mình chuyển tiền sang nước ngoài không qua ngân hàng, mình cảm thấy cách này không an toàn. Hơn một năm nay thì mình biết đến dịch vụ Western Union ở Techcombank, mình đã sử dụng thử và cảm thấy rất là an tâm. Mình chuyển tiền cho người thân thì qua dịch vụ này rất là nhanh chóng và hiệu quả, an toàn nữa. Hơn nữa dịch vụ Western Union ở bên đó thì cũng rất là phổ biến, cho nên là việc nhận tiền rất là thuận lợi. Anh Trực cũng có người thân đang chữa bệnh ở nước ngoài. Hôm nay anh đến đây để chuyển tiền cho người thân. Tôi đã chuyển tiền cho anh trai tôi ở Singapore cũng mấy lần rồi. Cách này thì nhanh chóng, an toàn, thủ tục thì cũng rất đơn giản. Rõ ràng không thể phủ nhận những lợi ích của dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union đối với nhu cầu của một số bộ phận người dân. Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, việc chuyển tiền ra nước ngoài cần phải có mục đích hợp pháp, thủ tục hợp lệ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ trao đổi thêm với chuyên gia của Techcombank. Xin chào ông Trịnh Minh Thảo. Chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đang rất là quan tâm, không biết là những mục đích chuyển tiền ra nước ngoài nào được xem là hợp pháp. Vâng, thưa chị, thì các cái hình thức chuyển tiền sau đây được coi là hợp pháp. Một là chuyển tiền cho cái mục đích là đi du học nước ngoài, chuyển tiền cho cái mục đích là đi khám chữa bệnh, chuyển tiền cho mục đích là hỗ trợ người thân đang sinh sống học tập ở nước ngoài, chuyển tiền cho các mục đích là thanh toán các lãi phí lệ phí cho nước ngoài, chuyển tiền cho các trường hợp là có thừa kế chuyển tiền cho các mục đích là đi định cư nước ngoài và các cái mục đích khác như là thanh toán các loại hợp đồng hóa đơn cho nước ngoài, vân vân. Dạ. Như vậy với mỗi trường hợp cụ thể như vậy thì cái hạn mức tối đa của mỗi lần chuyển tiền là bao nhiêu ạ? Còn thì theo như cái pháp lệnh về ngoại hối của chính phủ Việt Nam thì số 160 ban hành 2006 thì đối với các cái mục đích cụ thể là có cái hạn mức chuyển tiền. Thì ví dụ giống như là cái hình thức mà chuyển tiền cho cái mục đích là du học, khám chữa bệnh v.v. thì là mức tối đa là 10.000 đô la Mỹ một năm. Còn đối với các trường hợp mà hỗ trợ người thân ở nước ngoài thì mức tối đa là 7.000 đô la Mỹ một năm. Còn các cái trường hợp khác như là định cư, thừa kế v.v. thì là mức tối đa là 50.000 đô la một năm. Dạ. Như vậy cái việc chuyển tiền hợp pháp được chứng minh mục đích như thế nào ạ? Vâng, thì đối với khách hàng có cái nhu cầu mà chuyển tiền thì cần một cái bộ hồ sơ trong đó có cái mục đích chuyển tiền, chứng từ thể hiện cái mục đích rất là rõ, cũng giống như là xác nhận của cơ quan được thanh toán. Ví dụ đối với trường hợp mà chuyển tiền đi du học thì cái bộ hồ sơ khách hàng cần phải cung cấp thì bao gồm là giấy thông báo đóng tiền học phí của nhà trường. Trong trường hợp mà thông báo này nó không có ghi đích danh người học thì cần phải xác nhận của nhà trường rõ về đối tượng. Một số các cái chứng từ khác cần phải cung cấp như là bản sao hộ chiếu, giấy xác nhận về quan hệ nhân thân, có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nhận và người chuyển, hoặc là đối với người chuyển và đối tượng đi học, rồi bản sao có bản chính đối chiếu của hộ chiếu đối với người chuyển tiền, vân vân. Thì một cái bộ hồ sơ thì nó bao gồm một số các cái chứng từ chính như vậy. Dạ, và có lẽ là trong thời gian rất nhanh, có khi chỉ trong vòng vài phút thì đã nhận được tiền rồi đúng không ạ? Thì thông thường thì hiện nay thì các cái dịch vụ này là giữa các ngân hàng trong nước nói chung và Techcombank nói riêng, các cái giao dịch này được thực hiện rất là nhanh. Chắc hẳn rằng với những tư vấn vừa rồi của ông Trịnh Minh Thảo thì quý vị đã hình dung rõ hơn về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài. Xin cảm ơn ông Trịnh Minh Thảo đã dành thời gian cho chương trình.
Khi có mục đích chuyển tiền hợp pháp theo quy định, việc chuyển tiền ra nước ngoài rất đơn giản. Chúng ta có thể đến đại lý của Western Union như là Techcombank để khai báo thông tin cá nhân người gửi, điền thông tin người nhận theo hướng dẫn. Sau khi ngân hàng kiểm tra hồ sơ gửi tiền hợp lệ, sẽ tiến hành thủ tục chuyển tiền qua hệ thống Western Union. Người gửi sẽ nhận được mã số gửi gồm 10 số để cung cấp cho người nhận khi đi nhận tiền. Để bảo mật hơn nữa số tiền, người gửi có thể thêm điều kiện là người nhận phải trả lời đúng các câu hỏi bảo mật mà người gửi yêu cầu. Như vậy là với mạng lưới Western Union có mặt ở hơn 200 quốc gia thì chỉ trong vài phút thì hai người hai quốc gia khác nhau có thể chuyển tiền được cho nhau. Và đây là một giải pháp tài chính hiệu quả và an toàn cho những ai có nhu cầu chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài để phục vụ các mục đích như là y tế, du lịch hay là đi du học v.v. thưa quý vị. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn Techcombank đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này.